Xa lên lung linh hương thơm ngát cánh hoa tươi xinh, hai người hiệp lời nguyện cầu cho tình mình được đẹp màu thật bền lâu. Xin Chúa chứng nhân và cứng ban muôn hồng ân, từ đây là người nam sẽ bỏ cha mẹ mình để nên một cùng người yêu trong hồng ân Thiên Chúa. Hôm nay trước ban thờ đôi tân hôn đến trao lời hứa ân tình, anh nên xa lên lung linh hương thơm ngát cánh hoa tươi xinh, hai người dịp lời nguyện cầu cho tình mình được đẹp màu thật bền lâu. Xin Chúa chứng nhân và thương ban muôn hồng ân. Nguyện cho nàng hiền ngoan suốt đời, yêu thương chồng, cùng trong đoàn con thêm đông, gia đình luôn vui sống. Trước ban thờ đôi tân hôn nên trao lời hứa ân tình, anh nên sang lên lung linh hương thơm ngát cánh hoa tươi xinh, hai người hiệp lời nguyện cầu cho tình mình được đẹp màu thắm bền lâu. Xin Chúa lòng hiếm vui dẫn dịu nhau trong đời, ngày vui hoặc ngày thương đau mong tình yêu luôn mới. Hôm nay trước ban thờ đôi tân hôn nên trao lời hứa ân tình, anh nên xa lên lung linh hương thơm ngát cánh hoa tươi xinh, cho tình mình được đẹp màu thật bền lâu. Xin Chúa chứng nhân và cứng ban muôn hồng ân. Thank you.
danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô ở cùng anh chị em. Kính thưa gia đình hai bên cô dâu và chú rể, quý khách cùng toàn thể anh chị em. Tối hôm nay, chúng ta vui mừng tụ họp nhau nơi đây, chung quanh hai đôi bạn trẻ trong giáo họ chúng ta là anh Anton Trần Thế Anh và Maria Lê Thị Hoa, anh Anton Lê Xuân Dương và chị Maria Phạm Thị Thanh trong ngày các bạn quyết định thiết lập gia đình. Đối với các đôi bạn, đây là giờ phút quan trọng đặc biệt. Vì vậy, chúng ta hãy lấy lòng yêu mến, nghĩa bạn bè và lời cầu nguyện đượm tình huynh đệ mà nâng đỡ các đôi bạn. Hãy cùng các đôi bạn lắng nghe lời Chúa, rồi cùng với Hội Thánh và nhờ Chúa Giêsu Kitô khẩn khoản van nài Chúa Cha, xin Ngài lấy lòng nhân hậu đón nhận ban phúc lành và làm cho các tôi tớ Chúa sắp được kết hôn với nhau đây được mãi mãi nên một. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúng con cầu khẩn và đoái thương bảo trợ những định chế Chúa đã thiết lập hầu lưu truyền nòi giống nhân loại để sự gì được Chúa kết hợp cũng được Chúa trợ giúp cho bền vững. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.
phải xích sách huấn cang. Phúc thay ai cưới được vợ hiền, tuổi thọ sẽ tăng lên gấp đôi. Vợ đảm đang khiến chồng được sung sướng, được an vui suốt cả cuộc đời. Vợ hiền là số tốt phận may dành cho những người kính sợ Đức Chúa. Giàu hay nghèo, lòng vẫn cứ an vui, lúc nào nét mặt cũng tươi cười. Vợ có duyên thì chồng hạnh phúc, vợ khôn khéo thì chồng được nở mặt nở mày. Phụ nữ ít nói là quà Đức Chúa ban, không chi sánh bằng người có giáo dục. Phụ nữ nết na là ân phúc tuyệt vời, không chi quý giá bằng người tiết hạnh. Người vợ hiền trong cửa nhà ngăn nắp, đẹp như vầng hồng trên chốn cao xanh của Đức Chúa. Đó là lời Chúa. Trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em hãy sống trong tình bác ái, như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và vì chúng ta đã tự nộp mình làm hiến lễ. Vì lòng kính sợ Đức Kitô, anh em hãy phục tùng lẫn nhau. Người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa. Vì chồng là đầu của vợ, cũng như Đức Kitô là đầu của hội thánh,
Chính người là đấng cứu chuộc hội thánh, thân thể của người. Và như hội thánh tùng phục Đức Kitô thế nào, thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy. Người làm chồng, hãy yêu thương vợ như chính Đức Kitô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh. Như vậy, người thánh hóa và thanh tẩy hội thánh bằng nước và lời hằng sống, để trước mặt người có một hội thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tì ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền. Cũng thế, chồng phải yêu vợ như chính thân thể mình, yêu vợ là yêu chính mình. Quả vậy, ai có ghét thân xác mình bao giờ? Trái lại, người ta nuôi nấng và chăm sóc thân xác mình, cũng như Đức Kitô nuôi nấng và chăm sóc hội thánh, vì chúng ta là bộ phận trong thân thể của người. Sách thánh có lời chép rằng, chính vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương thịt. Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Kitô và hội thánh. Vậy mỗi người trong anh em hãy yêu vợ như chính mình, còn vợ thì hãy kính sợ chồng. Đó là lời Chúa. Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-cô. Khi ấy Chúa Giêsu nói rằng, lúc khởi đầu công trình sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên con người có nam, có nữ. Bởi thế người nam sẽ lìa cha mẹ để gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác. Như thế họ không còn là hai, nhưng là một thân xác. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Đó là lời Chúa. Kính thưa quan viên bốn họ, quý khách cùng toàn thể ông bà anh chị em, hai đôi bạn Anh Hoa và Thanh Dương thân mến, có phải không nhỉ? Có phải Anh Hoa và Thanh Dương không? Nó hơi lộn tí nhưng mà đọc thế nó dễ nhớ. Đúng là Anh Hoa không? Bên này là Thanh Dương, tức là Thanh thì là đóng vai là chồng nha. Hôm trước có một cái cô dâu ở dưới cái họ trước cuống quá, em xin nhận anh là vợ của em. Mà đúng thật đấy, chị đấy chồng người cũng oai, có dáng gọi là cai trị chồng.
Kính thưa ông bà anh chị em, chúng ta để ý có một điểm chung đặc biệt, chúng ta thấy ở đâu cũng vậy, chỉ có những người nào ngớ ngẩn người ta không làm thôi. Tức là này, tức là khi mà xây dựng gia đình ấy, là cái nền văn hóa nào cũng vậy, họ đều có một cái nghi thức mang tính tâm linh. Mà bây giờ chúng ta thấy là bên nhà Phật ấy, những người mà có đạo, giữ đạo Phật ấy, họ cũng đưa con của họ đến chùa đó, để xin các sư cầu nguyện và chúc lành cho. Và ở các nền văn hóa khác cũng thế, họ có một cái nghi thức tâm linh để làm gì vậy? Để xin trời đất phù hộ độ trì cho cái đôi, cho cái gia đình mới sắp thành lập đây. Nhưng mà tại sao thì họ như thế? Bởi vì nó quan trọng. Gia đình quá quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thấy nhá, là nếu như một trong ba điểm tậu châu lấy vợ làm nhà, tức là sự nghiệp, nhà cửa và gia đình, mà một trong ba cái đấy mà hỏng đó, là chúng ta ảnh hưởng cuộc đời của chúng ta. Nó mang tính quyết định đến gọi là cái sự gọi là hạnh phúc hay bất hạnh của chúng ta. Nhưng mà hôm nay chúng ta thấy rằng là hai đôi bạn đây cùng với lại là đầy đủ quan viên, hai họ, bốn họ, rồi ông bà anh chị em và những người yêu mến các bạn, và chúng ta cử hành trong một nghi thức long trọng. Thế thì có phải chỉ đơn thuần là để xin trời đất cầu nguyện cho, mà chúng ta là xin Chúa chúc lành cho đôi bạn không? Thưa đúng, nhưng mà đó chưa đủ. Mà đó, nói đúng ra là xin Chúa cầu nguyện và chúc lành cho đôi bạn, là nó là cái kết quả của một chuyện khác quan trọng hơn rất nhiều. Và chính vì cái điều ấy mà chúng ta mới hiểu là tại làm sao mà những con người đã được rửa tội thì buộc phải đến nhà thờ để cử hành nghi thức này, sau đó mới được về chung sống với nhau như vợ chồng. Tức là lát nữa đây hai bạn sau khi đã xong trao nhẫn xong là lúc ấy là thực sự là thành vợ thành chồng. Thì tại sao? Thế thì bây giờ chúng ta thấy rằng là lát nữa đây hai đôi bạn cử hành thì không chỉ đơn giản là xin Chúa chúc lành, mà gì? Hai bạn hôm nay thực sự đón nhận chức vụ từ nơi Thiên Chúa qua hội thánh. Chức vụ gì vậy? Thưa, chức vụ làm vợ, làm chồng, làm cha và làm mẹ. Chúng ta cũng tưởng tượng này nha, đó dễ hiểu. Một người thanh niên được đào tạo đâu ở đấy thì anh ta phải qua một nghi thức chuyên chức thì anh ta mới có khả năng thi hành sứ vụ linh mục. Còn nếu anh ta không qua một bí tích chuyển chức, anh ta không bao giờ có khả năng cử hành thánh lễ được. Đúng không ạ? Đó là cái điều. Rồi chúng ta có thể qua bí tích thêm sức. Chúng ta phải qua một bí tích như vậy, chúng ta mới thực sự trở thành một người Kitô hữu trưởng thành. Chúng ta có Chúa Thánh Thần. Còn không qua một bí tích như thế, chúng ta chưa trở thành một người Kitô hữu trưởng thành. Đó, rõ ràng là như thế. Rồi gì nữa? Rồi thưa ông bà anh chị em, chúng ta phải rửa tội thì chúng ta mới thực sự là con Thiên Chúa. Chúng ta mới mang lấy cái chức vụ là con Chúa. Cho nên á, người có đạo chúng ta hôm nay á, muốn trở thành vợ chồng trước mặt Chúa, hội thánh và ở giữa lòng đời, chúng ta phải đến đây, chúng ta qua nghi thức này, chính là nghi thức gọi là có thể nói là đón nhận chức vụ từ nơi Thiên Chúa, chức vụ làm cha, làm mẹ, làm vợ và làm chồng. Chúng ta thấy là trong sách Sáng Thế nói, lúc khởi đầu mà vừa nãy chúng ta vừa đọc bài tin mừng có nhắc lại cái ý của sách Sáng Thế. Đó là gì? Lúc khởi đầu Thiên Chúa đã dựng nên con người, con nam, con nữ để họ thu hút nhau, đặt một cái cơ chế để họ thu hút nhau, họ đến với nhau, họ gây dựng một gia đình để họ sinh sôi nảy nở. Đó, và để họ yêu thương nhau. Thế thì trước hết chúng ta thấy là cái chức vụ ở đây là chức vụ làm vợ và làm chồng. Làm vợ làm chồng nghĩa là gì? Nghĩa là bây giờ chúng ta nên một với nhau và hứa sẽ yêu thương nhau cho đến trọn đời, sống xứng đáng là một phần của nhau, cùng nhau bước qua những gian khổ của cuộc đời và cùng nhau giữ lời của Chúa và sống đạo cho thật tốt. Đó là điều đẹp lòng mà Chúa muốn chúng ta hôm nay đến đây chúng ta đón nhận những điều ấy. Thứ hai là chúng ta đón nhận chức vụ, chúng ta đón nhận hứa với Chúa là thưa Chúa, chúng con đến đây, chúng con làm nên vợ chồng, tình yêu xin Chúa chúc lành những con, và chúng con sẵn sàng đón nhận yêu thương con cái Chúa ban và giáo dục chúng theo luật của Đức Kitô, luật của Chúa và của hội thánh là hiện thân của Chúa ở trần gian. Cho nên á, là chúng ta thấy phải qua nghi thức này chúng ta mới có khả năng thi hành chức vụ làm vợ, làm chồng và làm cha và làm mẹ. Nó là như vậy. Thế thì cái chức vụ ấy lúc nữa hai bạn, bốn bạn là lên đây chúng ta tự cử hành cho nhau, hai bạn tự cử hành cho nhau và linh mục đại diện cho hội thánh là chứng hôn, tức là chứng kiến
và có người làm chứng và chúng ta có chứng kiến, các bạn tự cử hành cho nhau. Và lúc ấy chính là lúc mà các bạn đang vừa thề hứa với nhau và vừa thề hứa với Chúa, vừa thề hứa với nhau, vừa đón nhận chức vụ từ nơi Chúa. Tức là chúng ta có thể diễn giải một cách này là hôm nay chúng con đến đây, chúng con sẵn sàng đón nhận như vậy. Anh xin nhận em làm vợ của anh và hứa giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng, khi lúc gian nan, khi mạnh khỏe, khi lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Và cô dâu cũng nói lại như thế: em nhận anh làm chồng của em và hứa giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng, những lúc gian nan, khi ốm đau, lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Cho nên á, là qua cái lời như vậy á, là Thiên Chúa ở trên cao thấy đẹp lòng vô cùng, đúng ý của Ngài, đúng theo ý, bởi vì Ngài muốn là qua các đôi vợ chồng chúng ta tiếp tục cộng tác với Chúa trong việc sáng tạo khi sinh sản và giáo dục con cái. Thưa ông bà anh chị em, nếu như không có các gia đình, thử hỏi rằng một thế hệ nữa nhân loại này có tuyệt chủng không? Tuyệt chủng quá đi. Mà không tuyệt chủng với chăng nữa thì những đứa con lang trạ vùng ngoài giá thú không được dạy dỗ thì cũng trở thành hỗn loạn hết. Cho nên là Chúa mong muốn là vừa sinh con mà vừa giáo dục để loài người được sống trong bình an và hạnh phúc. Còn cái điểm mà yêu thương thì chúng ta thấy là luật Chúa dạy là cái luật đầu tiên và luật duy nhất mà chúng ta có thể suy ra tất cả các loại luật, là mến Chúa trên hết mọi sự và yêu người như chính mình. Thế chúng ta thử hỏi là ở trần gian này có cái tình yêu nào mà sâu đậm hơn cái tình yêu của vợ và chồng không? Đấy, cho nên khi mà vợ chồng yêu thương nhau chính là giữ luật Chúa. Rõ ràng là như vậy. Yêu thương nhau như chính bản thân mình vậy, ruột thịt trở thành một xương một thịt. Như vậy là chúng ta hôm nay chúng ta đến đây đón nhận và Chúa chúc lành và đóng ấn như vậy. Và do cái tính chất như thế, do cái tính chất là liên quan đến Chúa như vậy, cho nên á, là chúng ta thấy là đây á, là một cái mối tương quan tay ba. Tức là vừa giữa vợ với chồng, giữa chồng với vợ, giữa hai người, mà lại vừa hai người với Chúa. Cho nên á, là chúng ta để ý thấy là hôn nhân Kitô giáo liên quan mật thiết đến Thiên Chúa, chứ không phải chuyện ngoài đời, chứ không phải chuyện là thích thì ở, chán thì giải tán. Không bao giờ những con người đã được rửa tội mà quan niệm hôn nhân là như thế hết. Cho nên là các bạn đến đây hôm nay, đó là xin nhắc lại, chúng ta đón nhận cái chức vụ như vậy. Chức vụ này rất quan trọng, bởi vì các bạn đã thề hứa với Chúa trước sự chứng kiến của Hội Thánh. Và từ những lời thề hứa đấy, nó kéo theo những cái yêu cầu này của đời sống hôn nhân. Bốn bạn để ý. Thứ nhất là gì? Là không thể nào chia lìa. Tức là ông bà anh chị em nhớ này, không thể nào ly dị. Mà kể cả bây giờ là không ly dị chăng nữa, mà hai người ở hai nhà khác nhau, không liên quan gì nhau, cũng không được phép. Phải ở với nhau. Đó, luật đấy. Còn nếu mà chúng ta mà vì chẳng hạn như là quá vũ phu hoặc không thể nào sống với nhau như hỏa ngục vậy, thì xin bề trên cho phép ly thân, như là mỗi người một nhà hay là nhà chia đôi có cái liếp. Đấy là như thế. Buộc là phải gì? Là phải ở với nhau. Tức là không thể nào chia lìa. Tất cả những cái giấy tờ ở ngoài đời mà ly dị đấy là không bao giờ hết. Nó nên một với nhau rồi, bây giờ tách ra kiểu gì? Cho nên á, là khi ta bỏ và ta đi với người khác á, là ta lỗi một cách gọi là trân trọng đến ơn gọi hôn nhân. Thứ hai là gì? Là chọn đời chung thủy. Chọn đời chung thủy nghĩa là như này. Cái nghĩa là chúng ta vẫn sống với nhau, nhưng mà chúng ta phải sống với nhau toàn tâm toàn ý cơ. Đấy, như là đàn ông 5-7 lá gan, lá ở cùng vợ, lá toan cùng người thì không được rồi. Đấy, lúc thì em nhất thế gian này, lúc phải ra em khác thì không được, không chấp nhận kiểu ấy. Đấy nhá, cô dâu thế, bây giờ là coi như là xong rồi nhá, đời mình chỉ có một thằng thôi, không có hai thằng. Nhá, đấy, không thể nào mà lại léng phéng lại vẫn là như gọi là lúc mà chưa có gì được. Không, từ hôm nay trở đi chúng ta khác rồi, chúng ta đã trở nên gọi là cùng bao rồi. Xin lỗi ba anh chị em, mình cứ bỏ thương các cha. Bây giờ đi tu là tù tự nguyện. Xin lỗi này, xây dựng gia đình đây là còng tự nguyện rồi. Hai cái nhẫn nó đặt vào nhau thành cái dấu số 8 mà không nào ra được. Đấy. Đấy. Tức là chọn đời chung thủy, tức là toàn tâm toàn ý, không léng phéng chuyện vớ vẩn. Một tình yêu độc chiếm, không chia sẻ. Tình yêu này không chia sẻ được. Chúa bảo tình yêu này là duy nhất và chỉ có tình yêu vợ chồng mới thế thôi. Còn không có tình yêu đấy áp dụng cho người khác, không. Đấy. Thứ ba là gì? Là trao hiến trọn vẹn. Trao hiến trọn vẹn có nghĩa là chúng ta được mời gọi là không dành gì cho riêng mình hết. Chúng ta sống chết với nhau, chúng ta toàn tâm toàn ý cho nhau, trao hiến cả cuộc đời mình cho nhau. Mà đến đây thương bà anh chị em mở ngoặc một chút. Rất nhiều những anh chàng thành công chia sẻ bảo thưa cha, tạ ơn Chúa,
vợ con nó quá tốt. Trong lúc mà con gần như không còn cái gì cả thì vợ con là người và đồng hành. Đấy, chính vì thế mà con vươn lên được. Đó, có nghĩa là nó phải gọi là toàn tâm, nó trao hiến trọn vẹn cho nhau. Đấy, trong khi vui cũng như lúc buồn, lúc hoạn nạn cũng như là lúc thành công, lúc được đề như lúc thua đề, nó phải nó có nghĩa là toàn tâm toàn ý cho nhau. Đó, để ý đó. Mà trao hiến trọn vẹn có nghĩa, cũng có nghĩa là gì? Không giữ riêng cho mình một cái tình cảm nào nữa. Đó, có nghĩa là ngay cả việc mà mỗi người một cũi cũng không nên, mỗi người một điện thoại không được động vào cũng không nên. Đương nhiên ta phải biết tôn trọng nhau, yêu thương nhưng biết tôn trọng. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng hai con người bây giờ đã nên một cuộc đời, không có chuyện gọi là riêng rẽ đâu, không có đâu. Một gia đình mà hai lối sống là không ổn, một gia đình mà hai cũi là không ổn, một gia đình mà lại hai mâm thì không ổn. Đấy, bà nấu cơm bảo bà nấu mặn lắm, tôi không ăn được, bây giờ tôi ăn riêng. Thế ông nấu thì không hiểu nào, ông ấy vẫn cứ ăn nhiều muối, thế lý do để ăn riêng không được. Đấy, đấy. Rồi gì nữa, cuối cùng quan trọng, mở ngõ cho việc sinh sản con cái. Thưa bà chị em, hôn nhân mà khi mà hỏi đôi bạn là có ý định sinh con không, bảo thưa cha chúng con không ý định sinh con, chúng con chỉ sống với nhau, không, dẹp. Hôn nhân là mục tiêu, là cộng tác với Chúa cho việc sinh sản con cái, là sáng tạo, cho nên là phải có trách nhiệm là sinh con và giáo dục. Đó là điều rất quan trọng mà nhiều khi chúng ta quên. Nhiều khi chúng ta không muốn sinh, chúng ta ích kỷ, ôi giời sinh một đứa thôi, đứa thứ hai nó xấu lắm. Rồi gì nữa, mà đúng rồi, chúng ta thấy không, sinh con khổ lắm, vất vả lắm, không những là nuôi nấng nữa, rồi nó còn hư nữa, giáo dục mới khó, sinh đã khổ rồi mà giáo dục còn khó nữa. Nhưng mà chúng ta biết là con cái sẽ là vinh quang của chúng ta, giống như cái cây ấy, mình trồng lên thì mình hái quả, đó là điều tốt đẹp ấy. Mà chúng ta yêu nhau cũng thế thôi, chúng ta hái được những hoa thơm trái ngọt của tình yêu, nó rõ ràng như vậy. Thế thì bây giờ những cái điều vừa mới chia sẻ ông bà chị em, nói thì vui nhưng mà thực tế thì khó lắm. Người ta bảo là những cái tháng ngày sau, những tháng ngày trăng mật là những ngày dập mật, đau đớn nhiều chuyện lắm. Đấy chưa? Đấy. Nhiều khi là lúc đầu thì gọi là hăng hái lắm, sống với nhau gọi là không gặp nhau một phút đó, thì nhớ lắm, lại nhắn tin ngay, vừa nhắn tin mà nhắn tin thì cứ hỏi em đang đâu thế, vừa trả lời xong đang đấy lại hỏi đang đâu thế. Sao hỏi chứ, ôi trời, trái đất này mà vắng em thì gọi là mảnh đất hoang vu. Về thì đấy, mấy ngày quánh nhau đấy chưa. Chuyện kể là có hai bạn chở nhau đi lên dốc. Đấy, chàng mùa trời rét này mướt mồ hôi, bảo anh có mệt đâu. Không, bình thường. Cũng 20 năm sau cũng chở bà đi, gọi là cũng đi xe lên dốc, bảo ông có mệt đâu, bảo trâu không mệt. Tức là gì? Tức là đời hôn nhân nó khó lắm, ngay cả đời linh mục cũng vậy, đời nào cũng thế. Lúc đầu nó rất đẹp, rất tươi, rất vui, nhưng mà sau khó lắm, có nhiều chuyện lắm nó xảy ra mà mình không thể nào lường được. Thế phải làm nào? Thưa, chúng ta biết rồi, ta nhận ơn từ nơi Chúa ban đủ ơn. Thế bây giờ quan trọng là gì? Ta có lòng kính sợ Chúa. Thứ nhất là kính sợ Chúa, là đẹp lòng Chúa thì Chúa ban ơn là một này. Thứ hai nữa là Chúa đều dạy ta điều tốt. Kính sợ Chúa không phải là sợ hãi, không phải là sợ Chúa đánh, mà là kính sợ Chúa là gì? Mình biết là Chúa rất yêu thương mình và Chúa dạy những điều tốt, mình cứ nghe lời Chúa thì là mình sẽ đời mình sẽ yên hàn. Cho nên kính sợ cái điều đấy. Thế lại là kính sợ Chúa là người biết nghe lời chỉ dạy của Chúa. Đấy, cho nên á, mỗi một lần gặp vấn đề khó khăn của cuộc sống á, thì chúng ta hãy đến với bàn thờ Chúa, hay là ngồi yên trong phòng nghĩ là lạy Chúa dạy con làm thế nào, chứ đừng có nhắn tin cho một thằng nào đó, kệ nó tao suy dại cả. Đấy, kiểu gì kiểu nó chẳng suy dại. Thế cho nên là kính sợ Chúa, rồi từ kính sợ Chúa biết lắng nghe lời Chúa, và biết lắng nghe lời Chúa biết cầu nguyện với Chúa. Đấy, cho nên là chúng ta cố gắng để ý tất cả những cái mấu chốt đấy. Và chúng ta vừa thấy nhá, là cái bài chính sách huấn ca mà cô dâu vừa đọc rất là hay. Đó là gì? Ai cũng mong muốn là vợ đẹp con khôn, ai cũng mong muốn là người chồng đảm đang, mà người chồng gọi là gây dựng sự nghiệp đâu ra đấy. Thì đây chúng ta thấy này, vợ hiền là vận may Chúa ban cho người biết kính sợ Chúa, cho người chồng hay làm việc nghĩa, tức là vừa kính sợ Chúa vừa yêu người làm việc nghĩa, thì Chúa ban cho người vợ hiền. Rồi dù giàu hay nghèo lòng ông khoan khoái, nét mặt ông vui tươi. Rồi này, phúc cho người chồng lấy được vợ hiền, số ngày sống của ông như là nhân đôi vậy. Vợ đảm đang là vui lòng chồng, năm tháng đời ông trôi qua trong bình an. Đó, chúng ta không phải tự nhiên mà chúng ta có được, chúng ta phải có lòng kính sợ Chúa. Rồi Thánh Vịnh 127 là phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối của người, công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng, bạn là quả lắm phúc nhiều may. Hiền thê bạn trong cửa trong nhà khác nào cây nho đầy hoa trái. Đấy, và bầy con xúm xít bên bàn ăn tựa như chùm ô liu mơn mởn. Hạnh phúc thay những người kính sợ Đức Chúa như vậy.
tại sao chúng ta lại cứ coi thường, chúng ta lại cứ ham đi tìm hạnh phúc ở tiền tài, ở điều nọ điều kia. Đúng, đó là điều tốt, nhưng mà không có Chúa làm nền, vứt đi hết. Đấy, đã chứng kiến rồi nha, có những người rất thành công, kiếm ăn rất nhiều tiền, cuối cùng phát hiện ra vợ ngoại tình. Bởi vì sao? Mình cứ làm ăn bất chính rồi chả quan tâm đến gia đình. Đó. Cho nên là vài điều chia sẻ với hai đôi bạn Anh Hoa và Thanh Dương nha, với lại cả ông bà anh chị em. Thế chúng ta biết như thế, chúng ta biết rằng cái ơn gọi cao quý mình vừa giữ cho đời sống của mình, cũng như là tiếp tục cầu nguyện cho đôi bạn, và hai bạn cũng biết hãy cố gắng chúng ta đón nhận những điều tốt đẹp từ nơi Chúa, bằng việc chúng ta biết kính sợ Chúa, biết lắng nghe lời Chúa, biết cầu nguyện, rồi chúng ta biết làm việc nghĩa, biết yêu thương nhau, không những yêu thương nhau, yêu thương con cái và giúp đỡ cả mọi người. Chắc chắn như vậy chúng ta sẽ sống một đời sống bình an, trăm năm hạnh phúc. Amen. Các con rất thân mến, các con cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của các con được Chúa củng cố bằng một ấn dấu linh thánh trước mặt thừa tác viên của hội thánh và cộng đoàn. Đức Kitô dang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của các con và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho các con nên phong phú và vững mạnh, để các con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân, như chính người đã dùng bí tích thanh tẩy mà thánh hiến các con. Bởi vậy, trước mặt hội thánh, cha hỏi các con về ý định của các con. Anh Anton Trần Thế Anh và chị Maria Lê Thị Hoa, các con đến đây để kết hôn với nhau, các con có bị ép buộc không? Thưa không. Thưa không. Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa có. Thưa có. Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Thưa có. Các con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái cho xếp ban và giáo dục chúng theo luật của Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa có. Thưa có. Vậy bởi vì các con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, các con hãy nắm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh Anton Trần Thế Anh nhận em Maria Lê Thị Hoa làm vợ của anh và hứa giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em là Maria Lê Thị Hoa, nhận anh Anton Trần Thế Anh làm chồng của em và hứa giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu, chuẩn y sự ưng thuận mà các con vừa tỏ bày trước mặt Hội Thánh, và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên các con. Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly. Nào ta chúc tụng Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn này mà các con sắp trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy. Amen. Em Maria Lê Thị Hoa, xin em nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của anh, Thiên Linh Cha và con và Thánh Thần. Anh Anton Trần Thế Anh, xin anh nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của em, nhân danh Cha và con và Thánh Thần. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là tình yêu. Trong ý định tạo dựng của Người, Thiên Chúa đã muốn chúc lành cho đời sống của hôn nhân và gia đình. Hôm nay chung vui với các đôi bạn và thành hôn, chúng ta cùng dâng lời tạ ơn và cầu nguyện. Vì Hội Thánh là hiền thê yêu quý của Chúa Kitô, chúng ta hãy cầu xin Chúa luôn thánh hóa giữ gìn,
để hội thánh luôn trong trắng tinh tuyền, xứng với sứ mạng của mình. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cầu Chúa. Vì yêu thương thế gian, Chúa Kitô đã đến chia sẻ cuộc sống con người, đã sống trong một gia đình và hiện diện chúc phúc cho đời hôn nhân. Chúng ta hãy cầu xin cho các gia đình, đặc biệt các gia đình mới thành hôn đây, luôn có Chúa ở cùng. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cầu Chúa. Vì đời sống gia đình tại trần gian luôn pha lẫn vui buồn, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho anh chị đã thành hôn hôm nay biết luôn ý thức lời kết ước của mình, để sống chung tín với Chúa và với nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cầu Chúa. Vì vai trò cao quý của gia đình, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi gia đình trong giáo xứ luôn thể hiện nơi tổ ấm của mình một cộng đồng đầy lòng tin, chuyên cần cầu nguyện và góp phần làm chứng cho Chúa bằng đời sống bác ái tông đồ. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cầu Chúa. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, trong ý định yêu thương cứu độ của Chúa, Chúa đã thiết lập và tái tạo đời sống các gia đình. Xin Chúa lắng nghe lời con cái nguyện cầu mà tuôn đổ muôn ơn lành cho đời sống chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
Chúa là xin Chúa sự nhận con. Em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ của tay cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và hiệu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa chấp nhận của lễ chúng con dâng để cầu cho lề luật thánh thiện của hôn nhân. Và xin Chúa tận tình chăm sóc công của chính Chúa đã khôn ngoan xếp đặt. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã dùng ách hòa thuận êm ái và mối dây bình an không thể tháo gỡ mà ràng buộc giao ước hôn nhân để sự phong phú trong trắng của đời sống vợ chồng làm tăng số các nghĩa từ Chúa. Lạy Chúa, do sự khoan phòng và nhờ ân sủng bằng những cách thức hết sức kỳ diệu, Chúa định lề lối cho cả hai điều này là cho muôn vật được sinh sản để điểm tô thế giới và cho con người được tái sinh để làm cho hội thánh thêm đông số nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ người các thiên cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con.
cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con thánh tiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tổ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Phêrô chúng con cùng toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến anh Anton Trần Thế Anh và chị Maria Lê Thị Hoa, anh Anton Lê Xuân Dương và chị Maria Phạm Thị Thanh mà Chúa đã dẫn đưa tới ngày thành hôn. Nhờ ơn Chúa, xin cho các anh chị được bền vững trong tình yêu thương nhau và được sống bình an. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và cho người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vua lệnh cho cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giảm quyền rằng: Lạy Chúa, anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy khẩn khoản nài xin Chúa nhân từ tôn đồ phúc lành và ân sủng trên các tôi tớ Chúa vừa kết hôn trong Đức Kitô. Xin cho những người Chúa vừa liên kết bằng giao ước thánh, bằng được hòa thuận thương yêu nhau.
Lạy Chúa, Chúa đã dùng quyền năng Chúa mà sáng tạo mọi vật từ hư vô, và sau khi sắp đặt công việc khởi đầu của vũ trụ, cũng như tạo thành con người giống hình ảnh Chúa, Chúa đã dựng nên cho người nam một trợ tá bất khả phân ly là người nữ, để họ không còn là hai mà là một xương một thịt, và dạy rằng không bao giờ được phân ly điều Chúa đã muốn thiết lập cho nên một. Lạy Chúa, Chúa đã dùng mầu nhiệm cao cả mà thánh hiến sự phối hợp vợ chồng, để trong giao ước hôn nhân, Chúa báo trước bí tích của Đức Kitô và Hội Thánh. Lạy Chúa, nhờ Chúa người nữ được kết hợp với người nam và Chúa ban cho xã hội Chúa thiết lập lúc khởi đầu này, được hưởng phúc lành là phúc lành duy nhất đã không bị hình phạt do tội nguyên tổ lẫn bản án đại hồng thủy lấy đi. Xin thưa nhìn đến các tôi tớ Chúa đây đã kết hợp với nhau làm thành một cộng đoàn phu thê, đang cầu mong được hưởng phúc lành của Chúa. Xin đổ ơn Chúa Thánh Thần xuống trên các tôi tớ Chúa, để nhờ có tình yêu Chúa chan hòa trong tâm hồn, các tôi tớ Chúa mãi mãi chung thủy với nhau trong giao ước hôn nhân. Xin cho các nữ tỳ của Chúa đây được ơn biết sống yêu thương thuận hòa, luôn noi gương các thánh nữ được tán dương trong Kinh Thánh. Xin cho người chồng thật lòng tin tưởng vợ mình, nhìn nhận nàng là người bạn bình đẳng đồng hưởng ơn sự sống, biết kính trọng nàng cách xứng đáng và luôn yêu thương nàng bằng chính tình yêu Đức Kitô yêu thương Hội Thánh. Vậy giờ đây lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho các tôi tớ Chúa đây được kiên trì gắn bó với đức tin và các huấn lệnh của Chúa, và khi biết chung thủy kết hợp với nhau, họ nêu gương đời sống vẹn toàn, để khi được sức mạnh tin mừng củng cố, họ sẽ nên nhân chứng tốt lành của Chúa Kitô trước mặt mọi người. Xin cho họ sinh con và trở nên cha mẹ nhân đức, cả hai được nhìn thấy con cái cháu chắt, và sau cùng khi đã tới tuổi già mong ước, họ được về nước trời, hưởng cuộc sống của những người được chúc phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em, hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, hút cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Thank you.
dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ quyền lực của hy lễ này, xin Chúa lấy lòng yêu ái thánh thiền theo dõi những định chế Chúa đã quan phòng thiết lập để những người Chúa cho liên kết thành một cộng đoàn thánh thiền và đã được bổ dưỡng bằng cùng một bánh cũng được Chúa làm cho nên tâm đầu ý hiệp trong một tình yêu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin Thiên Chúa là Cha hằng hữu gìn giữ các con hòa thuận thương yêu nhau để bình an của Đức Kitô ở cùng các con và mãi mãi lưu lại trong nhà các con. Amen. Xin cho các con được hưởng phúc lành nơi con cái, được bạn bè nâng đỡ và thực sự hòa hợp với mọi người. Amen. Xin cho các con nên nhân chứng tình yêu của Thiên Chúa nơi thế gian để những người đau khổ đói nghèo nhìn thấy các con nhân hậu, ngày kia sẽ biết ơn mà đón tiếp các con vào lâu đài vĩnh cửu của Chúa. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em đang hiện diện nơi đây. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Tay đan tay nhịp bước đi trên đời, xin yêu thương hạnh phúc đến cho người. Người anh em yêu, người em anh mến, mẹ ơi trông đến. Như chim kia nhịp cánh trên mây ngàn, đôi tim con hòa khúc hát huy hoàng. Trọn đời yêu nhau dù bao gian khó, có mẹ đừng lo.